Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phước Rin Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn chính mẹo giúp các bạn sử dụng iPhone, iPad một cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất Trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha Vô! Mẹo đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là chia sẻ mật khẩu trên iPhone và iPad như các bạn đã biết thì trên iphone và ipad chúng ta có cái mục gọi là mật khẩu ở đây khi các bạn muốn lưu một mật khẩu nào đó vào trong iphone ipad của các bạn thì các bạn phải sử dụng iCloud sau đó các bạn sử dụng mã khóa iCloud để các bạn lưu mật khẩu thì ở trong cái mục mật khẩu này các bạn lưu những mật khẩu quan trọng của các bạn ở trên iPhone của mình vậy thì khi mà bạn muốn chia sẻ mật khẩu từ một chiếc iPhone hoặc là iPad qua một chiếc iPhone hoặc là iPad của người thân của các bạn giúp cho người thân của các bạn có thể truy cập được vào một cái ứng dụng nào đó mà không cần các bạn phải ở mỗi lần đăng nhập thì các bạn phải đọc mật khẩu đọc cái ID thì bây giờ chúng ta có cái mục chia sẻ mật khẩu ở trong cái mục mật khẩu này giúp cho các bạn có thể chia sẻ mật khẩu một cách đơn giản nhất mình sẽ ví dụ ở đây mình sẽ truy cập vào trong cái mục mật khẩu này và chia sẻ một cái mật khẩu game nha các bạn ở đây mình sẽ đăng nhập bằng cái file id nè rồi sau khi mình truy cập vào một cái mật khẩu game ở đây là game racing nè các bạn các bạn có thể thấy là ở đây tên người dùng của mình phước rin rin gmail com tại sao các bạn có thể thấy được cái phần gmail này là mình để cái gmail giúp cho các bạn có thể liên hệ với mình rồi sau khi các bạn vào trong một cái mật khẩu mà các bạn muốn chia sẻ cho người thân của các bạn đó thì các bạn bấm vào trong cái phần mật khẩu này cái mật khẩu mà các bạn đã lưu nha sau đó các bạn bấm vô một chia sẻ ở đây ở đây chúng ta có một chia sẻ nè, trên iPhone, iPad gì cũng vậy, chúng ta sẽ có một chia sẻ này, các bạn bấm vô chia sẻ. Sau khi các bạn bấm vô chia sẻ thì iPhone, iPad nó sẽ yêu cầu các bạn là quét file ID thì mới có thể chia sẻ. Ở đây mình sẽ tiến hành quét file ID ha. Rồi, như các bạn có thể thấy là sau khi mình quét file ID xong thì nó sẽ hiện lên bên đây là iPhone 15 Pro Max của mình. Mình sẽ chia sẻ cho iPhone 15 Pro Max của mình. À, cái iPhone này là vợ mình xài nên mình để là My Love đó Mình sẽ bấm mình chia sẻ nè Sau khi các bạn bấm chia sẻ thì các bạn đợi bên đây Đó nó hiển thị lên Nó sẽ yêu cầu các bạn là chấp nhận Thì các bạn chỉ việc bấm chấp nhận thôi Sau khi các bạn bấm chấp nhận Thì nó sẽ yêu cầu các bạn là quét Face ID Thì các bạn tiến hành quét Face ID ha sau khi các bạn quét Face ID xong thì chúng ta đã nhận được một cái mật khẩu của game Resin. đó Như các bạn thấy bên đây mật khẩu game Resin và bên đây mật khẩu game racing. Vậy thì khi bây giờ các bạn sử dụng iPhone 15 Pro Max, các bạn đăng nhập game racing thì các bạn chỉ cần sử dụng cái mật khẩu này thôi. Các bạn không cần phải nhập mật khẩu, nhập cái ID nó phiền phức nữa. Cách này thì giúp cho các bạn có thể chia sẻ cho người thân của mình bất kỳ cái mật khẩu hoặc là cái ID nào mà các bạn đã lưu trong cái mục mật khẩu này ha. Tiếp theo một cái mẹo nhỏ dành cho bạn nào thường xuyên sử dụng cái app thời tiết giống như mình. Mình thường sử dụng cái app thời tiết để mình xem à, thời tiết, xem có mưa hay không, nhiệt độ bao nhiêu. Thì như các bạn có thể thấy trong cái app thời tiết hiện tại mình đang chia sẻ cho các bạn là cả iPhone và iPad của mình đều chạy phiên bản iOS 17.4.1 và 17.5 beta 1 nha các bạn. Nếu mà bạn nào sử dụng iOS thấp hơn thì có lẽ nó sẽ khác đi một chút trong cái app thời tiết nha các bạn. Thì ở đây các bạn có thể thấy trên iPad và lẫn trên iPhone thì chúng ta khi mà kéo xuống chúng ta có một bản đồ. Đây các bạn có thể thấy đây là bản đồ gió nè, bản đồ gió. Thì các bạn có thể bấm vô trong cái một bản đồ này để các bạn có thể xem cái gió và tốc độ gió các bạn bấm bên iPhone thì các bạn cũng có thể xem như vậy ngoài xem cái gió này ra thì các bạn có thể bấm vô cái một cái hình vuông này các bạn bấm vô bên iPad cũng vậy các bạn bấm vô đây thì các bạn cũng có thể xem là lượng mưa nhiệt độ chất lượng không khí ví dụ ở đây mình sẽ xem nhiệt độ thì các bạn có thể thấy hiện tại nhiệt độ của chúng ta cực kỳ nóng luôn thời tiết rất là nóng ha đó đây là cách thứ nhất giúp cho các bạn có thể xem được bản đồ thời tiết trên iPhone và iPad ở đây mình sẽ bấm xong còn cái cách thứ hai nữa trên ipad á, thì nó không có hiển thị nhưng mà trên iphone thì nó có hiển thị các bạn hiển thị ở dưới cùng này nè các bạn thấy không ở dưới này nó có cái hình bản đồ các bạn bấm vô đây đó các bạn bấm vô thì các bạn cũng xem được cái bản đồ gió nhiệt độ, lượng mưa, chất lượng không khí. Tiếp theo, mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái cách để các bạn có thể thêm liên kết vào trong mail các bạn gửi một cách cực kỳ đơn giản và dễ dàng dành cho bạn nào thường xuyên sử dụng mail để làm việc ha. Và khi mình chia sẻ cho các bạn sử dụng cái tính năng này là iPhone và iPad của mình đang chạy phiên bản iOS 17 trở lên nha các bạn Cụ thể là iPhone 15 Pro Max của mình chạy phiên bản iOS 17.5 Beta 1 và cái iPad của mình chạy phiên bản iOS 17.4.1 Nếu mà bạn nào sử dụng iOS thấp hơn, nếu mà các bạn không có tính năng này thì các bạn nâng cấp iOS ha Các bạn bấm vô mail nè, ở bên đây iPad mình cũng bấm vô mail Sau khi các bạn bấm vô mail mình ví dụ nha mình ví dụ cái dòng chữ này được gửi từ iPhone của tôi và bên đây là được gửi từ iPad của tôi Bây giờ mình muốn thêm liên kết một cái trang web ví dụ mình liên kết cái trang web là apple.com đi thì mình muốn liên kết nó vào trong cái chữ iPhone này khi các bạn bấm vô chữ iPhone thì nó sẽ liên kết đến cái trang web apple.com vậy thì chúng ta làm cách nào chúng ta nhắn giữ vô trong cái chữ iPhone ở đây nó sẽ hiện lên cái chữ thêm liên kết bên iPad của các bạn cũng vậy các bạn nhắn vô chữ iPad cho nó tô cái chữ iPad này đi và các bạn thấy cái dòng chữ thêm liên kết không các bạn bấm vô thêm liên kết ở bên đây các bạn cũng bấm vô thêm liên kết thì ở đây sau khi các bạn bấm vô thêm liên kết á, thì nó hiển thị một cái ô giúp cho các bạn có thể nhập cái liên kết của trang web ở đây mình sẽ ví dụ nha mình nhập chữ apple.com đó các bạn có thể nhập đơn giản như thế này thì nó cũng được còn hoặc là các bạn vô cái trang safari mình sẽ ví dụ nha ở đây mình sẽ vô cái trang apple.com rồi, sau đó thì mình bấm vô cái ô địa chỉ nè các bạn. Các bạn bấm vô ô địa chỉ và các bạn chọn là sao chép. Nếu mà các bạn sao chép như thế này thì nó sẽ hoàn thiện hơn ha. Sau đó các bạn quay trở lại mail, các bạn dán vô. Đó. Các bạn có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn bấm cái dòng chữ apple.com như thế này. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên là dán luôn nguyên cái liên kết như thế này thì nó sẽ ok hơn nhé các bạn. Sau khi các bạn dán vô xong rồi, các bạn bấm chữ nhập. Trên iPad thì nó không có cái chữ nhập, các bạn bấm vô cái nút enter ha. Bạn nào sử dụng iPad nhiều thì các bạn biết rồi đó. Sau khi các bạn nhập xong rồi thì các bạn có thể thấy chữ iPhone và cái chữ iPad của chúng ta ở đây đã có liên kết rồi đó. Các bạn muốn mở thử liên kết thì các bạn bấm vô trong cái chữ iPhone nè. Nó có cái dấu mũi tên các bạn bấm cái dấu mũi tên xuống. Chúng ta có cái mục là mở liên kết thì các bạn có thể bấm mở liên kết, nó sẽ đưa các bạn qua cái trang apple.com. Bên đây tương tự cái chữ iPad các bạn cũng có thể bấm vô và nó có cái dấu mũi tên, các bạn bấm vô dấu mũi tên thì chúng ta sẽ bấm vô mở liên kết hoặc là sửa liên kết ở đây nha các bạn. Các bạn có thể sửa liên kết nha. Rồi ở đây mình sẽ mở liên kết nè. Đó, nó sẽ đưa cho chúng ta vào cái trang web apple.com. Đó giúp cho các bạn soạn mail một cách gọn gàng và sạch sẽ luôn. Khi mà các bạn muốn thêm cái liên kết. Một lưu ý nhỏ nhỏ nữa là cái tính năng này nó chỉ hoạt động với mail của Apple thôi nha các bạn. Mail của Apple ở đây là các bạn có thể thêm Gmail của các bạn để các bạn sử dụng nha Sử dụng cái ứng dụng mail này của Apple thôi nha Tiếp theo, một tính năng mình muốn chia sẻ cho các bạn nữa đó là tính năng cắt ảnh nhanh Ở đây mình sẽ bấm vô cái ứng dụng ảnh, bấm vô ứng dụng ảnh Bình thường á, các bạn muốn chỉnh sửa một hình ảnh hoặc là cắt một cái hình ảnh thì các bạn phải bấm vô chữ sửa Thì các bạn mới bấm vô được là các bạn cắt ảnh ở dưới này ở bên iPad thì các bạn bấm vô chữ sửa Thì các bạn mới chọn được cái chữ cắt sáng này Thì giờ đây chúng ta không cần phải làm gồm gà cái tính năng đó nữa. Cái cách nhanh nhất và đơn giản nhất đó là các bạn sử dụng hai ngón tay, các bạn bùng ra như thế này thì các bạn có thể thấy cái chữ cắt sáng ở đây, các bạn bấm vô. Các bạn chọn vô cái hình ô vuông này thì bây giờ chúng ta đã có thể cắt nhanh cái hình ảnh. Đó, các bạn có thể thấy các bạn có thể chọn là cắt nhanh cái hình ảnh như thế nào theo ý muốn của các bạn. Tương tự trên iPad cũng vậy, các bạn chỉ cần dùng hai ngón tay các bạn bung nó ra như thế này thì các bạn có thể thấy ở trên đây chúng ta có chữ cắt sáng các bạn bấm vô các bạn bấm vô cái hình vuông này thì bây giờ chúng ta đã có thể cắt nhanh cái hình này theo ý thích của chúng ta ví dụ như 9 16 4 5 5 7 3 4 2 3 vuông dạng tự do vân vân mẹo tiếp theo là chúng ta có thể tương tác với nút tăng giảm âm lượng đó các bạn xài iPhone iPad lâu năm hoặc là mới xài iPhone iPad có thể các bạn không để ý được cái tính năng này. Bình thường các bạn vuốt xuống như thế này. Trên iPad thì các bạn cũng vuốt xuống như thế này để các bạn tăng giảm âm lượng như thế này đúng không? Hoặc là trên iPad thì các bạn tăng giảm âm lượng như thế này. Đó. Hoặc là các bạn dùng cách khác, đó là các bạn sử dụng cái nút vật lý, các bạn bấm tăng âm lượng, tăng tăng tăng. Đó, trên iPad thì các bạn bấm tăng 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 giảm âm lượng như vậy. Nhưng mà các bạn chưa biết là khi chúng ta bấm nút tăng giảm âm lượng như thế này, chúng ta có thể tương tác với nút tăng giảm âm lượng ở đây. Đó các bạn chỉ cần nhấn vô một lần và sau đó thì các bạn có thể là điều khiển cái thanh âm lượng này bằng tay. Đó, trên iPad cũng vậy nha các bạn. Đây mình ví dụ trên iPad các bạn bấm vô nút tăng âm lượng, nó hiện lên cái thanh này. Đó. Thì giờ đây các bạn đã có thể tùy chỉnh được trên cái thanh âm lượng này. Các bạn có thể tương tác với nó, tăng âm lượng hoặc là giảm âm lượng nhanh chóng luôn nha không cần phải uh, bấm vô nút tăng âm lượng như thế này rồi nhắn giữ nút âm lượng như thế này thì nó lâu đó các bạn chỉ cần bấm vô một lần rồi sau đó các bạn vuốt thôi cực kỳ nhanh luôn giúp cho bạn nào thường xuyên xem phim nghe nhạc ha rồi mẹo tiếp theo là dành cho bạn nào thường xuyên nhắn tin với bạn bè thì đây là cách giúp cho các bạn có thể nhập liệu nhanh ha bằng cách mình sẽ vô phần ghi chú để mình giảm âm lượng xuống mình vô phần ghi chú trên iphone ở bên đây mình cũng vô phần ghi chú trên ipad các bạn có thể thấy bình thường là chúng ta khi mà nhập liệu á, trên iPhone Ví dụ như các bạn muốn nhập số đi Mình ở đây mình bấm là năm 2023 Thì các bạn phải bấm vô cái số như thế này Sau đó các bạn bấm là 2023 Đó rồi sau đó các bạn bấm vô cái chữ cái ABC Để các bạn trở về cái bàn phím chữ Trên iPad thì các bạn phải nhập như thế này à, 5 Ở đây mình sẽ nhập luôn 5 sau đó các bạn bấm vô cái phím số. Phím số dưới này các bạn nhập là 2023. Đây là cách bình thường mà các bạn sử dụng. Vậy thì cách nào nhanh hơn? Ở đây mình sẽ bấm vô dấu cách. Ví dụ ở đây mình cũng nhập là năm 2024. Thì các bạn bấm vô chữ năm. Sau đó thì các bạn có thể sử dụng ngón tay của mình nè. Các bạn thấy phím số thay vì các bạn bấm vô như thế này để các bạn nhập số. Thì các bạn có thể nhắn giữ vô cái phím số này. Các bạn vuốt tới số 2. Sau đó các bạn uh, giữ tới... 20 bốn đó các bạn thấy đây là cách nhanh hơn trên iPhone Ví dụ mình muốn nhập cái dấu phẩy thì các mình cũng chỉ việc là nhắn giữ vô số 123 sau đó mình vuốt qua cái dấu phẩy rồi mình buông ra thì nó sẽ nhanh hơn là các bạn bấm vô cái phím số này rồi các bạn bấm vô dấu phẩy sau đó các bạn trở về ha cách nhanh hơn đó là các bạn nhắn giữ vô vuốt qua dấu phẩy thì nó sẽ nhanh hơn nó sẽ tự động nó trở về phím ABC. Tương tự như vậy trên iPad thì chúng ta sẽ có hai cách nhập. Ở đây cách thứ nhất là các bạn nhắn chữ 5 đây. Mình ví dụ nha. Với cái số 2024 thì cách nhập đầu tiên đó là các bạn vuốt xuống 2024 đó. Các bạn nhắn giữ vô rồi các bạn vuốt xuống là nó sẽ nhảy số 2. Ví dụ ở đây số 3 thì các bạn nhắn giữ vô các bạn vuốt xuống thì nó sẽ nhảy số 3. Đó. Tương tự như vậy các bạn muốn nhập bất kỳ cái dấu nào ở đây thì các bạn cũng chỉ việc là nhấn giữ xuống đó dấu chấm phẩy nhấn giữ xuống dấu hai chấm đó là cách thứ nhất trên ipad cách thứ hai trên ipad thì cũng giống như trên iphone các bạn nhấn giữ vô cái phím một hai ba sau đó các bạn vuốt tới dấu phẩy thì nó sẽ ra dấu phẩy ha ở đây mình sẽ vuốt tới cái số 9 thì nó sẽ tự động đưa về cái bàn phím ABC khi mà nó hiển thị số 9. Nhưng mà trên iPad mình khuyên các bạn cái cách nhập nhanh hơn. Đó là các bạn vuốt xuống như thế này. Đó, vuốt số xuống như thế này thì nó sẽ nhanh hơn là các bạn bấm vô cái bàn phím 123 này rồi các bạn nhập, sau đó các bạn bấm trở về, ABC. Rồi, mẹo tiếp theo là dành cho bạn nào thường xuyên sử dụng tính năng hẹn giờ trên iPhone và iPad. Bình thường thì các bạn phải bấm vô một đồng hồ trên iPhone và các bạn bấm qua một hẹn giờ và các bạn chọn là số phút, số giây, rồi các bạn mới bấm bắt đầu thì nó sẽ hẹn giờ. Tương tự trên iPad, các bạn cũng phải bấm vô cái đồng hồ, rồi các bạn bấm vô một hẹn giờ như thế này thì các bạn mới có thể chọn được số phút số giây. Nhưng mà chúng ta có một cách nhanh hơn để giúp cho các bạn hẹn giờ một cách nhanh chóng bằng cách là các bạn trở ra, các bạn bấm vô phần cài đặt trên iPhone. Rồi sau đó các bạn vô cái phần trung tâm điều khiển. Ở đây các bạn thêm cái mục hẹn giờ vô cho mình nha. Rồi tương tự trên iPad các bạn cũng bấm vô một cài đặt, sau đó các bạn kéo xuống kéo vô cái phần trung tâm điều khiển. Rồi các bạn chọn cái mục hẹn giờ ở đây mình sẽ kiếm một hẹn giờ đây các bạn có thể thấy cái mục hẹn giờ các bạn bấm dấu cộng thêm nó vào trong cái trung tâm điều khiển sau đó các bạn vuốt cái trung tâm điều khiển xuống thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái biểu tượng hẹn giờ ở đây tương tự trên iPhone cũng vậy các bạn vuốt trung tâm điều khiển xuống các bạn sẽ thấy cái mục hẹn giờ ở đây vậy thì để giúp cho các bạn có thể hẹn giờ một cách nhanh chóng thay vì các bạn phải bấm vô một đồng hồ thì giờ đây các bạn chỉ cần nhắn giữ vô trong cái mục hẹn giờ này đó, các bạn nhấn giữ vô, các bạn có thể đặt nhanh là hẹn giờ 15 phút. Đó, các bạn muốn tăng lên thì các bạn kéo lên, kéo lên hoặc là kéo xuống để giảm thời gian. Tương tự trên iPad cũng vậy, các bạn nhấn vô một hẹn giờ ở cái trung tâm điều khiển, nhấn giữ vô. Đó, thì giờ đây các bạn cũng có thể là kéo lên để tăng thời gian và kéo xuống để giảm thời gian mà các bạn hẹn giờ. Sau đó các bạn chỉ việc bấm bắt đầu thôi. nó đây là cách giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian khi các bạn thường xuyên sử dụng tính năng hẹn giờ trên iPhone và iPad. Rồi, mẹo tiếp theo giúp cho bạn nào thường xuyên nhắn tin với người yêu, người thân. Ở đây mình sẽ bấm vô phần tin nhắn. Mình sẽ bấm vô phần soạn tin nhắn. Ở bên iPad mình cũng bấm vô phần tin nhắn rồi mình bấm vô cái phần soạn tin nhắn ở đây. Ví dụ như bạn đang nhắn tin với người yêu hoặc là người thân của các bạn mà tay các bạn đang bị bẩn, bị dơ hoặc là các bạn đang bận làm cái gì đó không có gảnh tay mà các bạn muốn trả lời nhanh cho người yêu của mình thì chúng ta có một cái cách rất là đơn giản đó là sử dụng nhập liệu bằng giọng nói. Các bạn có thể thấy micro ở đây và trên iPad các bạn có thể thấy micro ở đây. Nhưng mà trước tiên để giúp cho nó có cái micro như thế này thì các bạn cần phải vô cái mục cài đặt bàn phím. Mình sẽ bấm vô phần cài đặt bàn phím ở đây. Rồi trên iPad mình cũng bấm vô mục cài đặt và cài đặt bàn phím thì các bạn có thể thấy sau khi vô mục cài đặt bàn phím, các bạn kéo xuống trên iPhone thì các bạn kéo xuống dưới này, các bạn sẽ bật cho mình cái dòng là bật đọc chính tả lên. Các bạn nếu mà chưa bật thì các bạn bật lên. Đó, bình thường các bạn tắt đọc chính tả phải không? Bây giờ thì các bạn bật nó lên nha. Bật lên như thế này và các bạn chọn cho mình ngôn ngữ đọc chính tả trên iPhone. Các bạn có thể chọn tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Ở đây mình sẽ chọn tiếng Việt ha. Rồi, tương tự trên iPad thì các bạn cũng bật cái đọc chính tả lên. Đó, bằng cách gạt cái thanh này lên và chọn ngôn ngữ đọc chính tả nha. Ở đây mình chọn cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt Mình ví dụ mình sẽ tắt cái mục tiếng Anh Mình chỉ chọn cái mục tiếng Việt thôi Các bạn có thể thấy Sau khi chúng ta đã bật cái tính năng đọc chính tả lên rồi Thì chúng ta quay lại cái phần tin nhắn Mình sẽ bấm vô phần soạn tin nhắn Bên đây cũng vậy Mình sẽ bấm vô phần soạn tin nhắn Để mà nhập liệu bằng giọng nói thì các bạn chỉ việc bấm vô cái micro ở trên iPhone đây ha Các bạn bấm vô rồi các bạn nói cái gì Nó sẽ nhập vô cái đó Sau khi các bạn nhập xong À sau khi các bạn nói xong Thì các bạn bấm vô đây để cho nó ngừng lại và các bạn bấm gửi thôi. Như vậy là chúng ta đã nhập xong. Độ chính xác của nó là tầm khoảng 80 đến 90% nha các bạn. Tương tự trên iPad thì các bạn để nhập liệu bằng giọng nói, các bạn có thể bấm vô đây. Đó, các bạn có thể đọc cái gì, bất cứ cái gì mà các bạn nói. Độ chính xác nó cũng là 80 90% đối với tiếng Việt nha các bạn. Sau khi các bạn nhập xong thì các bạn chỉ việc bấm vô đây để nó dừng lại rồi các bạn gửi thôi do mình nói liên tục á cho nên nó chạy liên tục các bạn chỉ việc ngừng nói là nó sẽ ngừng nha các bạn mẹo tiếp theo đó là giúp cho các bạn có thể chọn cái danh sách nhanh trên iphone và ipad mình ví dụ đây trong cái mục tin nhắn nha mình sẽ bấm vô trong cái mục tin nhắn như thế này trên ipad cũng vậy mình sẽ bấm vô cái mục tin nhắn như thế này thì bình thường á các bạn muốn chọn nhanh nguyên một cái danh sách như thế này thì các bạn bấm vô chữ sửa ha rồi các bạn bấm vô chọn tin nhắn thì các bạn có thể chọn như thế này tương tự trên ipad bình thường các bạn chọn á, thì các bạn chọn vô tin nhắn như thế này thì nó hơi lâu và nó mất nhiều thời gian hơn chúng ta có một cái cách nhanh hơn đó là các bạn sử dụng hai ngón tay như thế này đó các bạn sử dụng hai ngón tay sau đó các bạn để vô các bạn vuốt xuống hai ngón tay chạm vào màn hình các bạn vuốt xuống là các bạn có thể chọn nhanh cái danh sách mình ví dụ nha ở đây kéo xuống, kéo xuống. Đó, các bạn chọn nhanh danh sách như thế này. Tương tự trên iPad cũng vậy, các bạn sử dụng hai ngón tay, các bạn vuốt xuống như thế này là các bạn đã có thể chọn nhanh được nguyên cái danh sách như thế này. Cái điều này á là nó tương tự các bạn có thể làm trên mail, trên hình ảnh. Các bạn chỉ việc sử dụng hai ngón tay để các bạn vuốt xuống, các bạn chọn nhanh cái danh sách thôi. Rồi Cuối cùng là về cái phần hình nền này Trên iPhone và iPad Bạn nào thích thì mình sẽ để link dưới phần mô tả video Cho các bạn bấm vô tải xuống miễn phí ha Thì có nhiều bạn hỏi mình đó là mình tải hình nền ở đâu Thì mình cũng sạch trên Google Rồi mình tìm những cái hình nền nào đẹp đẹp Thì mình đem về mình làm hình nền Và mình chia sẻ lại cho các bạn tải miễn phí thôi các bạn rồi, cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Các bạn đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh Phước Rin để cập nhật những video mới nhất của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.